một chị đến và nói với tôi như thế này: cha, cha dâng lễ kỷ niệm 15 năm hôn phối cho vợ chồng con, và cha tạ ơn Chúa với vợ chồng con bởi vì chồng của con đã trở về với Chúa. Thì tôi mới hỏi rằng như thế nào? Thì chị ấy nói rằng chúng con là phép chuẩn, cho nên khi mà lấy nhau đó thì con vẫn giữ đạo của mình, còn anh ta thì không. Nhưng mà anh ta hứa là vẫn cho con đi nhà thờ và con cái được rửa tội. Tuy nhiên khi mà về ở chung với nhau được tháng đầu thôi thì anh ta thay đổi. Anh ta nói con của tôi không có rửa tội, còn bà ở nhà không có đi nhà thờ. Tại sao chồng bà không yêu, bà đi yêu Chúa? Và có cái ông chồng mà đi ghen với Chúa không thưa anh chị em? Cho nên nếu bà đi nhà thờ thì bà cứ đi, nhưng mà bà về thì bà phải nằm lên giường và tôi sẽ đánh bà. Cái chị này Chúa ban cho một cái ơn mà nói thật với anh chị em là tôi không hiểu được. Một cái ơn kiên nhẫn lạ thường. Và chị ấy vẫn đi nhà thờ. Và cứ mỗi Chủ nhật chị ấy đi nhà thờ xong thì về là leo thẳng lên giường và ông chồng cầm cái roi mây và đánh vợ của mình. Tuần nào cũng vậy. Hôm nào mà có lễ trọng mà đi ngày thường là được ăn thêm roi. Và cứ như thế. Cho nên khi mà nghe chị ấy kể thì tôi nói là tôi không hiểu một chút nào hết. Cứ như tôi thì tôi sẽ quay lại tôi đánh cái ông này rồi, bởi vì không có một cái người chồng nào mà ngang tàn như thế. Chị ấy nói rằng cho đến một ngày kia con đi về và cũng như thường lệ con leo lên giường. Ông cũng có cơn lắm cha, có khi tại ông đánh đau lắm, có khi thì ông đánh nhẹ thôi không có đau. Để con ông có đánh không thì ông mới lại sát giường, ông nói em ngồi lên, em đi gặp cha đi, xin cha cho anh học giáo lý. Cha biết không, lúc đó con cứ nhìn anh ta như thế này và con không biết nói cái gì, như trời trồng vậy. Là sao anh? Một thằng khốn nạn như anh này, tôi trích nguyên văn cho anh chị em. Một thằng khốn nạn như anh như thế này mà em ở chung thủy với anh 15 năm thì anh tin rằng Chúa của em là thật. Cho nên em xin cha đi cho anh học giáo lý. Cho nên chúng ta lại thấy gì? Tình yêu có một cái sức mạnh rất là diệu kỳ, thay đổi gia đình của mình, thay đổi người chồng của mình, thay đổi người vợ của mình, thay đổi con cái của mình. Bởi vì nơi đó tôi đam mê gia đình của tôi, bởi vì tôi không tìm một cái vẻ đẹp nào khác ngoài gia đình của tôi. Và từng chút một trong sự kiên nhẫn, và là sự kiên nhẫn của một đức tin, và là một đức tin của cầu nguyện, từng ngày mỗi chút một mà cuối cùng bức tranh của gia đình tôi được nên hoàn hảo.